Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kịch bản nào khi Donald Trump không chịu rời Nhà Trắng. Kể từ thời điểm tuyên ngôn độc lập được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, đánh dấu sự ra đời của Hoa Kỳ, việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử tổng thống một cách trật tự, hợp pháp và ôn hòa là một trong dấu ấn đặc trưng của nền dân chủ nước này. Nhưng cho đến thời điểm này, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về sự tiếp nối của truyền thống tốt đẹp tại Mỹ. Vào ngày 7 tháng 11, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Biden được hãng truyền thông lớn của Mỹ xướng tên là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Và liền sau đó, nguyên thủ các quốc gia trên thế giới cũng liên tiếp gửi lời chúc mừng ông Biden. Đây là hình ảnh ông Biden và vợ ông tuyên bố chiến thắng và vẫy chào người ủng hộ tại thành phố Wilmington vào ngày 7 tháng 11. Ông Biden khi đó đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có quyền giữ chức vụ tổng thống trong 4 năm tiếp theo. Tuy nhiên, đối thủ của ông Biden, tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, không thừa nhận kết quả này. Ông Trump tuyên bố như sau: "Tất cả chúng ta đều biết vì sao Biden vội vã giả vờ làm người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ta đang cố gắng rất nhiều để giúp đỡ ông ta. Họ không muốn sự thật phơi bày. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc." Ban vận động tranh cử của ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử vẫn còn tiếp diễn. Trên thực tế, Donald Trump vẫn có thể sử dụng các nguồn lực hợp pháp và chính danh để thách thức kết quả bỏ phiếu. Nhưng trừ khi có sự thay đổi đáng kể tại các tòa án trong tương lai gần, và chỉ khi ông Trump có thể chứng minh được những bất thường trong bầu cử thì mới có thể lật ngược được tình thế. Tu chính án thứ 20 của Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng quyền lực của Tổng thống kèm theo quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang sẽ chuyển giao cho Tổng thống đắc cử vào ngày 20 tháng 1. Đây là hình ảnh ông Donald Trump đang chơi đánh golf trong khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ thông báo kết quả cuộc bầu cử thắng lợi thuộc về ông Biden. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 tới đây, theo thông lệ sẽ là ngày Tổng thống mới tuyên bố nhậm chức, cũng là ngày mà ông Donald Trump phải rời Nhà Trắng nếu ông thua. Câu hỏi được đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không chịu rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 này? Có thể khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump không có quyền tiếp tục bám trụ Nhà Trắng hay hủy kết quả bầu cử. Kể cả nếu ông vẫn tiếp tục ở tòa Bạch Ốc thì nhiệm kỳ của ông vẫn sẽ kết thúc vào trưa ngày 20 tháng 1 và nhiệm kỳ của người kế nhiệm sẽ bắt đầu từ đó. Một Tổng thống sẽ ngay lập tức và tự động mất đi quyền lực của họ về mặt hiến pháp khi hết nhiệm kỳ hoặc sau khi bị bãi nhiệm do luận tội. Donald Trump cũng sẽ không còn quyền chỉ đạo mật vụ Mỹ hoặc các đặc vụ liên bang khác để bảo vệ mình. Mặc dù các cựu tổng thống vẫn sẽ được mật vụ bảo vệ sau khi hết nhiệm kỳ, nhưng không có nghĩa là mật vụ phải tuân theo một mệnh lệnh bất hợp pháp nào của bất cứ ai, yêu cầu họ phải bảo vệ người có nghĩa vụ phải rời khỏi Nhà Trắng. Và giả thiết ông Trump không chịu rời Nhà Trắng cũng đã được ông Biden đề cập đến suốt trong cuộc bầu cử. Đây là hình ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn giữa diễn viên hài Nova và ông Biden hồi tháng 6. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 11 tháng 6, diễn viên hài Noah đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có nghĩ đến khả năng Trump thua cuộc và từ chối rời dinh tổng thống hay không. Ông Biden đã trả lời rằng có, tôi đã nghĩ về điều đó. Và nói thêm rằng ông tin chắc rằng trong tình huống như vậy, quân đội sẽ phải chịu trách nhiệm ngăn ông Trump tiếp tục ở lại và đơn giản chỉ cần đuổi ông ấy ra khỏi Nhà Trắng là được. Việc ông Biden luôn khẳng định rằng cử tri chứ không phải là ứng viên sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử. Điều này tiếp tục được xác nhận trong tuyên bố của ban vận động tranh cử của ông vào hôm thứ Sáu. Và hiện nay, ông Donald Trump vẫn đang theo đuổi vụ kiện mới mong lật ngược lại thế cờ. Nhưng trong trường hợp tòa án bác các kháng nghị về kiểm phiếu mà ông Trump đưa ra, các đại cử tri không lật kèo vẫn bỏ phiếu cho ông Biden, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Theo quy định của Hoa Kỳ, kết quả ai là tổng thống sẽ được chuyển cho Quốc hội thường là trước ngày 23 tháng 12 và được chứng nhận tại Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 bởi một phó tổng thống sắp mãn nhiệm. Vào ngày 6 tháng 1, giả sử Hạ viện và Thượng viện chấp thuận tổng thống mới là ông Biden, vào thời điểm đó nếu ông Trump không muốn rời Nhà Trắng, người ta không khó để có thể xử lý sự ngoan cố này. Về mặt pháp lý, ông Trump sẽ chẳng thể làm gì để tiếp tục được nắm giữ quyền lực. Đến khi đó, ông là một công dân Mỹ bình thường, ông còn có thể bị bắt và buộc tội đột nhập Nhà Trắng. Một người nào đó sẽ được chọn để tuyên bố ông Biden là tổng thống. Đó có thể là chánh án tòa án tối cao.
Đây là hình ảnh hai ứng viên Tổng thống Trump và Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào hôm 30 tháng 9 năm 2020. Tính đến trưa ngày 20 tháng 1, ông Biden sẽ chính thức là Tổng thống Hoa Kỳ. Toàn bộ cơ quan mật vụ sẽ chỉ báo cáo cho ông ấy mà thôi. Ông Donald Trump với tư cách là Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ có một đội ngũ của Sở Mật vụ theo sát. Ông Biden sẽ dọn đến Nhà Trắng và các mật vụ hộ tống ông Trump ra ngoài. Đó là những gì sẽ diễn ra. Tất cả các dịch vụ dân sự của chính phủ, mọi nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ đều chỉ báo cáo cho ông Biden tại thời điểm chuyển giao quyền lực này. Và giả định rằng nếu ông Donald Trump có thể ngoan cố làm nhiều việc từ nay cho đến khi ông Biden nhậm chức, nếu ông Biden thắng cử, sẽ gây rắc rối cho ông Biden. Ông Robert Shapiro, một giáo sư và cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội thuộc Đại học Columbia phân tích như sau. Chuyển đổi Tổng thống là một quá trình phức tạp. Hàng ngàn người được bổ nhiệm trong chính phủ liên bang, từ quản trị viên NASA cho đến quản lý cấp trung tại các cơ quan liên bang quan trọng, cho đến các cơ quan nội các sẽ phải bị thay thế khi chính quyền Trump chuyển sang chính quyền Biden. Thông thường, các nhóm đi và đến làm việc chặt chẽ về vấn đề này. Nhưng ông Trump có thể đơn giản từ chối cho nhân viên ông Biden qua cửa trước khi nhậm chức, khiến cho việc bàn giao trở nên khó khăn hơn. Nhưng rồi thì cuối cùng chính quyền mới cũng sẽ ra mắt và thay thế cho chính quyền cũ. Và ông Trump cũng không bao giờ liều mình để chống lại tu chính án thứ 20 và nhân dân Mỹ. Trong tình trạng hiện nay, khiến cộng đồng mạng đã lan truyền bức thư của Tổng thống George Bush gửi cho Tổng thống Bill Clinton khi đó trong thời điểm chuyển giao quyền lực vào ngày 20 tháng 1 năm 1993, một minh chứng thể hiện truyền thống chuyển giao quyền lực êm đẹp tại Mỹ. Đây là hình ảnh chụp bức thư viết tay của cựu Tổng thống George Bush của Đảng Cộng Hòa để lại trên mặt bàn cho ông Bill Clinton sau khi bị ông Bill Clinton tại Đảng Dân Chủ đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1992. Bức thư này viết có nội dung như sau. Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 20 tháng 1 năm 1993. Ông Bill thân mến, ngay trong thời điểm này, khi tôi bước chân vào căn phòng này, tôi nhận ra một cảm giác kỳ diệu và sự tôn trọng, giống y như cảm giác mà tôi đã có 4 năm trước đây. Tôi biết rằng ông cũng sẽ có cảm giác này giống như tôi. Tôi chúc ông sẽ có niềm hạnh phúc tuyệt vời khi ở đây. Riêng tôi chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn giống như một số vị tổng thống ở nhiệm kỳ trước tôi đã diễn tả. Ông sẽ có những lúc gặp khó khăn, thậm chí các lời phê bình và chỉ trích sẽ làm cho thời điểm lúc đó khó khăn thêm nữa. Tôi không phải là một người tài giỏi để có thể giúp ông các lời khuyên. Tuy nhiên, ông đừng để các nhà phê bình làm cho ông nản lòng hoặc đừng để cho họ dùng áp lực đẩy ông ra khỏi con đường ông đi. Khi ông đọc lá thư này thì ông đã là tổng thống của chúng ta. Tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp và tôi cũng chúc cho gia đình ông mọi điều tốt đẹp. Giờ đây, sự thành công của ông cũng chính là sự thành công của quốc gia chúng ta và tôi sẽ hết lòng ủng hộ cho sự thành công của ông. Tôi chúc ông mọi điều may mắn. Georgia ký tên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 với bản tin Kịch bản nào khi Donald Trump không chịu rời Nhà Trắng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.